Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người hình ảnh của ống inox 304. Và ngay sau đây sẽ là hình ảnh về đường kính ngoài của ống inox, đó là phi 14. Và sau đây là đường kính trong. Đây, số đo của thanh ống đây các bạn. Phi 14 dày 2.2 mọi người. Hôm nay thì khách có nhờ mình cắt lẻ ra cho khách và búp grab giao cho khách luôn. Đây mình xin quay cái bề mặt ống cho mọi người xem. Đây mình đã đóng gói lại rồi đây và chuẩn bị gửi hàng cho khách. Thì mình cũng xin dừng video ở đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Mọi người mà muốn mua ống inox thì có thể gọi cho số điện thoại mà mình để phần mô tả nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của mình.